Thưa quý vị, sau 11 năm triển khai thực hiện, bên cạnh việc đổi mới công tác tổ chức và đánh giá, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023-2024 đã ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo có tính khả thi cao, gắn liền với nhu cầu thực tiễn. Mang đến cuộc thi dự án ứng dụng tra cứu địa chí Sơn La, Sơn La Wiki thuộc lĩnh vực khoa học, xã hội và hành vi. Nhóm tác giả đến từ trường tiểu học trung học cơ sở Trường Pằn, huyện Yên Châu thể hiện mong muốn phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong công tác chuyển đổi số. Chúng ta có thể truy cập web bằng đường link trực tiếp, đó chính là sơla.wiki. Và cách thứ hai là chúng ta có thể truy cập web bằng việc quét mã QR, thì người dùng có thể tìm hiểu các thông tin về kinh tế, xã hội, về lịch sử, về văn hóa và một số kiến thức khác về Sơn La cho mọi người. Cũng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhóm tác giả đến từ trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Thuận Châu, huyện Thuận Châu đã bắt tay thực hiện dự án sử dụng chế phẩm sinh học MIO4, xử lý rác hữu cơ, khử mùi hôi thối và tạo nguồn phân bón hữu cơ, đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường xung quanh. Chúng em đã chế tạo thành công sản phẩm chế phẩm sinh học MIO4 giúp phân hủy nguồn rác thải sinh hoạt, cụ thể là rác thải hữu cơ, giúp bà khử mùi hôi thối trong nơi có mùi hôi thối ạ, và có thể giúp xử lý nguồn nước nữa. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 39 đơn vị với 95 dự án, có 181 thí sinh dự thi và 95 giáo viên hướng dẫn thuộc 12 phòng giáo dục và đào tạo, trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các dự án được chia thành 4 nhóm lĩnh vực, gồm nhóm lĩnh vực hóa sinh môi trường, nhóm lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, nhóm lĩnh vực toán tin, hệ thống nhúng, nhóm lĩnh vực vật lý, kỹ thuật. Chất lượng các dự án có nhiều cải tiến, nhiều dự án đã thể hiện được sự quan tâm của học sinh đến những vấn đề của đời sống, của địa phương như là phát triển tiềm năng du lịch, nông sản, bảo tồn văn hóa, rồi tìm kiếm các nguồn dược liệu quý. Và nhiều dự án đã ứng dụng công nghệ thông tin và thể hiện sự sáng tạo của học sinh. Nhiều dự án lại hướng tới lợi ích của cộng đồng và có tính nhân đạo cũng như là tuyên truyền rất lớn. Kết thúc cuộc thi có 93 dự án đoạt giải, trong đó 3 giải nhất, 12 giải nhì, 34 giải ba, 44 giải tư. Trong đó 3 dự án đạt giải nhất đều thuộc về trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La. 2 trong 3 dự án này sẽ được chọn tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024. Như mọi người đã biết thì tại Việt Nam đã và đang xảy ra rất là nhiều vụ hỏa hoạn gây ra nhiều thương vong không đáng có. Vì thế, nó đã thúc đẩy chúng em tạo ra một hệ thống báo cháy thông minh giúp giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi các vụ hỏa hoạn đó. Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023-2024 đã tạo ra sân chơi bổ ích trí tuệ và khoa học, khơi dậy được tiềm năng, tư duy sáng tạo và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh trung học, tạo tiền đề để các em bước vào giảng đường đại học.